là biểu tượng cho cảnh đẹp của xứ sở mặt trời mọc, đền Itsukushima thuộc thành phố Hatsukaichi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1996. Đây cũng được xem là một trong các ngôi đền có sức ảnh hưởng và lâu đời nhất Nhật Bản vì nó được thành lập từ năm 593. Với vị trí hướng ra đường bờ biển rộng lớn, ngôi đền tựa như một viên ngọc quý, tỏa sáng giữa khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng và yên bình. Trong giai đoạn chính quyền của Kiyomori đang ở đỉnh cao quyền lực, ông đã ra lệnh xây dựng chính điện của đền Itsukushima để thể hiện lòng tôn kính đối với vị thần hàng hải và làm căn cứ cho các hoạt động hàng hải. Đền Itsukushima có kiến trúc độc đáo và khác biệt so với các đền thờ khác tại Nhật Bản, ở chỗ ngôi đền này được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ giữa biển. Ngôi đền còn là một trong những dạng đặc biệt về kiến trúc tôn giáo trên thế giới. Toàn bộ quần thể ngôi đền bao gồm một đền chính, nhiều đền thờ nhỏ bố trí bao quanh, một sân khấu kịch, một phòng tấu nhạc và nhiều cây cầu cùng hành lang nối liền các khu vực khác nhau trong đền. Tổng chiều dài các hành lang lên đến 300m. Một trong những công trình nổi bật nhất phải kể đến là cổng chào Torii, được xây dựng trên biển và là biểu tượng của đền Itsukushima. Cổng Torii có chiều cao 16m, cùng phần mái dài 24m. Khi thủy triều dâng lên cao, nhìn từ xa, cánh cổng như nổi lơ lửng trên mặt nước, toát lên vẻ đẹp vững chãi và uy nghi khi nằm sừng sững giữa đất trời. Còn khi thủy triều xuống, cánh cổng sẽ dần hiện ra rõ hơn, du khách có thể đến gần và chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc của nó. Ngoài cổng Torii, cây cầu Shoribashi dẫn vào đền cũng là một điểm check-in hút mắt. Được xây từ năm 1557, cây cầu ban đầu dành cho tầng lớp quý tộc và đại thần đại diện cho thiên hoàng đến thăm. Trong những dịp quan trọng, bậc thang trên cầu được lắp đặt để tăng thêm vẻ trang trọng cho sự kiện. Ngoài việc tham quan các công trình kiến trúc, du khách còn có thể tham gia vào nhiều hoạt động du lịch tại đền Itsukushima. Một trong những hoạt động phổ biến nhất là đi bộ quanh đảo Miyajima để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên và kiến trúc độc đáo của đền. Du khách cũng có thể tham gia vào các lễ hội và hoạt động văn hóa tại đền Itsukushima để trải nghiệm văn hóa Nhật Bản đặc sắc như lễ hội Tokasai dành cho hoa anh đào và Kikasai dành cho hoa cúc. Và các lễ hội khác được tổ chức hàng năm ở Itsukushima như Kiyomori cũng thu hút khách du lịch khắp nơi.